Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại thì Thành Nguyên đang có mặt ở bên Hà Tĩnh như quý vị. Thật sự thì hôm nay Thành Nguyên đến đây là nhận được một cái lời mời của một em trai có mời Thành Nguyên đến nhà để ghi nhận cái điều kiện thực tế của em. Thì Thành Nguyên cũng theo cái vị trí rồi Thành Nguyên đến đây thôi, chứ còn cái ở đây là cái vùng nào thì Thành Nguyên cũng chưa tìm hiểu. Thì ngay bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào thăm nhà em nhé quý vị nhé. Nghe bảo là em có hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt quý vị. Mời quý vị. Đây, xa xa đầu kia thì có một người đứng chờ để đón Thành Nguyên rồi. Ở đây thì một cái vùng thuộc một cái huyện không phải là thành phố nhé, nhưng mà đường xá ở đây thì người ta rải nhựa thì khá là đẹp, khá là sạch. Chào anh. Dạ. Anh là bố quân à? Bố quân À, bố quân trẻ nhỉ. Anh năm nay nhiêu rồi? sinh sinh năm 69. À, năm 69 à? Vâng. Dạ, quân năm nay bao nhiêu anh? Quân sinh năm 95. À, 95 à? Vâng. À, 95 thì năm nay mới nhiêu Ba à, 30 31 chứ 30 đấy. 29 30 đúng Vâng, đúng. không? Dạ. Ở đây gọi là vùng này là huyện gì anh? Huyện Thạch Hà. Thạch Hà, Hà Tĩnh hả? À, Nhà mình trồng vườn à, vâng, đúng làm rồi, vườn đúng ha, rồi. xoài đồ. Xoài cây ăn quả, cây Dạ. trầu, không. À, chào chị. À, chào em. À, đây nhân vật mà hôm nay Thành Nguyên đang nhắc đến đây này quý vị. Khỏe không em? Dạ, em khỏe anh ạ. Dạ, khỏe ha. Dạ, À, dạ. chào chị. Dạ. Em anh chị vào nhà Rồi rồi rồi. ạ. À, Quân ngồi xe này lâu chưa? Em bị tai nạn cùng vướng ai nấy rồi à. 5 năm rồi. Hai quá rồi. 5 năm à? Dạ đúng rồi ạ. À, 5 năm22 cũng cũng tháng lâu 5 nó nhỉ. bị đó, 22 tháng 5 nó Dạ. bị tai nạn đó. Mà trước đó là bị gì? Em bị Nó ngã bị mái nhà. ngã mái nhà. Bị ngã. lắp gang tê nó Do xuống. nó đi sống. À, do mình lắp gang tê đó Gang hả? tê, Đúng rồi. rồi bị chập chân. Rồi bị bổ xuống cái máng để cái hành đời dày nè. Dạ Mà ở dạ nhà mà chắc vậy đó, dạ mà cái chậu đó tại ngày đi đời. làm một ngày ngày nghỉ ngày nghỉ ngày nghỉ để về chiều Dạ. quá qua nhà làm mà dành kén thì nghĩ không ai Ừ. ngã thấp thôi nhưng mà Chúng nó dập cái cột dập cột sống cái tủy sống dập đúng tủy sống mà này mén về đây mẹ đời rồi thế rồi này họ nín về đây họ nó buông có xe rồi nói chung hai ba chặng đường rồi tôi rồi. À, ra nếu như lúc đi đó nhà mà để ai yên đó mà ấy thì để cũng thì để được nội lúc thì cũng thì có nói khả cũng năng có khả năng chứ cũng để nội chứ mà cũng vẫn để vẫn nó bị đỡ dạ là đỡ bị tủy vâng. Ok rồi bây giờ mình đi vào rồi nhà. tôi mới Dạ. vào trong cái thành lên Yeah. vào nhà À, có chế luôn cái xe ba bánh để Dạ đi đúng cho rồi nó tiện ha. À, cháu lên công ty À vậy thế hả? Đôi khi em đi chơi với đi À, làm ấy. bên xuất khẩu lao động. Em đi làm nên là đi xe. Con đi Ừ. lên Rồi. đây. Đây. Anh chị gửi lên. Em À, phải nhờ mẹ. Thì... rồi có được lên được không? Dạ em lên được. À, lên được ha. À, có chế cái dốc mà. Dạ có dốc. À, đây ha. Mẹ có làm như một cái này Khi muốn làm bên nào thì đến Dạ. Còn sau này thì mình làm nó bằng phẳng hơn thì dễ dễ lên em Ừ. tự túc được ấy. Nó sẽ chỉ nhà lạnh nó bên hoan luôn thì là Mở cửa chắc cho mát chứ. Ừ. Cái công việc mà Quân đang làm là ở Hà Tĩnh hay là ở Vinh? Dạ em hiện tại em làm ở trên thành phố Hà Tĩnh luôn ạ. À, thành phố Hà Tĩnh. Dạ đúng À, rồi. công việc chính mà Quân đang làm là làm gì? Công việc chính của em hiện tại đang làm tuyển dụng xuất khẩu lao động. Tuyển dụng xuất khẩu lao động. Đúng rồi ạ. À, như vậy là chuyên làm thủ tục cho mọi người đi lao động ở nước ngoài đó hả? Đúng rồi anh ạ. À, cụ thể là những nước nào? Cụ thể như bên em có Nhật, Canada này, có Đài Loan, có châu Âu như có là Rumani và các nước trong khối châu Âu ấy. Dạ đúng rồi ạ. Các nước ở châu Âu có. Dạ đúng rồi. Ừ. Mà những người mà đi lao động kiểu đó thì cái điều kiện có tiêu chuẩn nó có cao không và cái tỷ lệ thành công có nhiều Nói chung nó tùy vào cái điều kiện của từng đơn hàng. không? Cái đơn hàng Canada thì nó đòi hỏi nó cao hơn một tí. Còn các cái đơn hàng thông thường thì nó không đòi hỏi quá cao. Miễn là không mắc các bệnh truyền nhiễm là được.
bên đấy. Còn lại thì điều kiện đi hay là tiêu chuẩn đi nó không khắt khe. Dạ, dạ đúng không? Rồi công việc chính mà Quân đang làm trong đó là em đảm nhiệm em làm bên nhân viên sales. Nhân viên sales. Nhân viên tư vấn tuyển dụng. Ở đây tìm kiếm khách hàng và mình chủ khách hàng. Tất cả thủ tục thì công ty họ hỗ trợ và xử lý cho mình thôi. Lâu lâu em có thể lên văn phòng khi mà khách hàng muốn gặp mặt. Hoặc là mình có thể tổng kết hoặc đi gặp khách hàng gì đấy thì mình có thể lên. Dạ. Năm nay là 29, 30 nhỉ? 29 đúng rồi. Này. 1995 thì chắc này là 30. 30. Cho là 30 đấy. Mà bị cách đây là 5 năm. Dạ. Năm nay là 2019. Rồi học đại học Hà Nội B đi làm, rồi đi làm được. Dạ. Tính ra là bị vào cái tuổi mà đang đẹp nhất luôn ấy. Dạ. Dạ đúng rồi. Rất là đẹp trai, cao to luôn này quý vị. Nhưng mà chất đến này bây giờ là mình bị bất cảm giác luôn. Liệt hợ hẳn luôn. Đúng rồi. Mất cảm giác luôn. Đúng rồi. Em tốt nghiệp đại học mới đi làm về được hơn một năm. Thì bị luôn. Tốt nghiệp đại học được hơn năm là về bị luôn. Đúng rồi. Mà cái hồi đó là nhà mình đang dùng cái gì mà phải dùng anten có nghĩa là TV hả? TV nhưng mà lúc đấy có kết nối wifi thôi nhưng mà lấy wifi lại không có truyền hình. Thì trong quá trình đó thì em ngay nghỉ chủ nhật em nghỉ em được nghỉ làm được nghỉ thì em về thì em đến em sửa tỉ á. Mình sửa tỉ thì em vô tình nó bị trời nắng cái ngòi xi măng ngòi bia rỗ nó giòn nên nó rơi xuống bị gãy cột sống. Không phải là người lớn tuổi đâu mà bây giờ thanh niên cũng phải nhiều khi mình phải cẩn thận hết sức nhỉ. Lúc ấy em tập gym nên khá là đô. Khá là đô có. Mà vẫn bị như vậy đó ha. Đúng rồi. Cái đồ bổ ngã nó trái thế. Trái thế cũng là trái thế. Nhà Quân là có mấy anh em? Nhà em có ba chị em. Ba chị em là thứ mấy? Em thứ hai. Thứ hai. Dạ. Trước là có một chị. Có chị đâu, người em và em gái. Có em gái nữa. Đúng rồi. Vậy là em là con trai một luôn ạ. Đúng rồi, con trai một. Đây em quay qua bên anh chị xíu coi. Đây anh chị năm nay thì cũng khoảng hơn 50, có 55, 56 nha. Mà đang đủ trẻ lắm quý vị ạ. Đấy mà Quân thì con trai một thì Thánh Nguyên nghĩ rằng là tương lai sau này ai mà về làm dâu nhà anh chị thì chắc cũng được anh chị cưng chiều lắm đấy. Trưởng. Bố tộc trưởng luôn, bố của bạn là chúc mà chúng anh em con trai thì đâu. Dạ. Sáu bảy chú rồi. Nhưng mà bố bạn đi lên được chắc anh. Chắc là anh đi qua lên ngồi với em nhé. Không em đưa cái máy đưa qua đưa lại mất tiền. Ở đây anh ngồi gần vào với em xíu nhé. Dạ. Nói chuyện với anh thì lúc nãy giờ mà em cũng chưa biết tên nữa. Dạ, anh là Nguyễn Bạch Sáng. Anh Sang ha. Sáng sẻ á. Sang. Thời gian vừa qua thì xem kênh của Thành Nguyên là ai trong gia đình mình là người xem? Nói chung cùng cả nhà. Con mẹ. Cả nhà thì thôi giờ theo dõi kênh chùa chú Thành Nguyên luôn. Nhà. Chị đi vào ngồi với em đấy. Nhưng mà thời gian vừa qua rồi xem như vậy rồi có chấm được cô nào trên đó không? Hay là hôm nay nói Thành Nguyên đến để Quân bày tỏ bản thân? Gia đình rất mong muốn để gặp Thành Nguyên mấy lần cũng không kết nối cho mà không được. Sau đó thì nguyện vọng là sẽ nói con là thôi thì con sẽ cố gắng kết nối với anh Thất Vũ Thành Nguyên ở đây gặp một lần để nghe chương trình cũng như là bên chủ giúp đỡ. Nguyện vọng thì chắc có lẽ cũng chủ Thành Nguyên gửi rồi nguyện vọng gia đình thì nói chung thì khi mà Thành Nguyên nhận lời mời của gia đình của em Quân để mà đi về Hà Tĩnh nữa quý vị thì Thành Nguyên đã nhận lời ngay bởi vì là khi mà nghe được cái điều kiện của Quân như thế thì thật sự là quý vị biết rồi, trước đây Thành Nguyên đi thăm những cái hoàn cảnh đại khái như Quân thì rất nhiều nhưng mà cuộc sống mà nó có công việc và ổn định như Quân thì là ít. Thành Nguyên đến những cái hoàn cảnh mà ngặt nghèo thôi, khó khăn thôi để hỗ trợ thôi, còn Quân thì lại ở trong một cái tình thế khác. Quân thì không may mắn là cách đây 5 năm là bị té sau khi mà chỉnh anten đó quý vị. Đó thì quý vị cũng đã nghe rồi. Nhưng mà hôm nay là Quân và gia đình là mời Thành Nguyên đến nhà. Mục đích là để tìm cho Quân một ý trung nhân. Thì quý vị nhìn thấy Quân ấy, cao to đẹp trai nhưng chỉ có một điều rằng là em không được may mắn về cơ thể thôi.
Dạ, nhưng mà công việc đó thì rất là ok. Còn ngoài phần chân thôi, còn tất cả các cái bộ phận khác là đều bình thường. Bình thường em ha. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì gia đình người ta mà có con cái này cái kia nọ thì người ta cũng khá là quan tâm. Dạ dạ. Cái gì cái nó dạ, rõ ràng. Dạ. Dạ, dạ. Đúng không? Cái thu nhập của Quân chia sẻ cho anh chút xíu nào. Thu nhập thì em có thể là nói chung chung được, chung không ở cụ thể đại khái thôi. Dạ đúng rồi. Thì hiện tại thu nhập của em chung chung thì nói chung là để lo cho bản thân cũng như là vợ con sau này cũng ok. Ok. Ok em dạ. Ha. Rồi. Và hiện tại cũng có, nếu mà có một người thương mình muốn đến mình thật lòng á thì em cũng có dự định là nói chung là dự định tương lai rất là nhiều. Và nói chung là về vấn đề nhà cửa các thứ thì em trong đầu em đã có dự định sẵn rồi. Về nhà cửa này kia cái nọ là có dự định hết rồi. Ừ, rồi. Thế rồi cái nhà này là để lại cho bố mẹ chứ không có đúng, liên quan đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thế thì giỏi đấy. Thật sự là em rất là nghị lực. Dạ. Rất là nghị lực. Dạ. Không, thật sự là với cái hoàn cảnh của Quân bây giờ này quý vị, bởi vì người bình thường thôi, bây giờ Thành Quyên nói thật là người bình thường thôi, bây giờ rất là nhiều người rất là lười quý vị. Đấy, điều kiện rất là tốt, cơ thể trai tráng khỏe mạnh nhưng mà rất là lười. Trong đó thì Quân là một người có khiếm khuyết về cơ thể xíu, nhưng mà đấy, như Quân nói đấy là bây giờ là nhà cửa đất đai, Thành Quyên mới nhìn sơ qua thì thấy của bố mẹ rất là nhiều, rất là rộng, nhưng mà Quân có dự định cho mình hết rồi, không liên quan gì đến bố mẹ. Đó là về phần Quân, nhưng mà còn về phần của bố mẹ thì Thành Nguyên nghĩ rằng là ai mà về làm dâu nhà này thì Thành Nguyên nói là sướng như tiên luôn. Đấy, nhà có ba chị em gái. Ba chị em gái. Ba chị em thì có hai người là con gái đúng không ạ? Quân là con trai độc của trong nhà. Đấy mà cái cơ hội này Thành Nguyên nghĩ rằng là cũng khá là rộng đó. Thì theo Thành Nguyên nghĩ là như này. Cái câu chuyện mà Quân chia sẻ với Thành Nguyên thì Thành Nguyên cũng có nắm qua rồi. Nhưng mà theo anh á Quân, dạ, thì em cứ bày tỏ bản thân. Dạ. Rồi ví dụ như là em muốn kết nối với một cái nhân vật nào đó trên kênh của anh, hay là có ai đó mà muốn kết nối với em, dạ, thì anh sẽ đứng ra, anh sẽ bắt cái nhịp cầu cho em. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Bởi vì có nhiều khi em biết không, đôi khi mà mình bày tỏ đến một ai đó, biết người ta có thương mình hay không, mình dạ, cũng không biết được. Dạ, thì bây giờ mình cứ bày tỏ bản thân trước đi ha em ha. Dạ. Rồi sau khi mà anh phát sóng cái clip của em lên á, dạ, thì em muốn kết nối với ai, anh sẽ gửi cái thân thoại của người ta qua cho em. Dạ. Thì nếu mà người ta yêu cầu là cái clip của mình là clip nào thì em có thể gửi cái đường link qua cho người ta xem. Dạ. Nếu mà đủ duyên đủ nợ thì mình cứ tiến tới thôi. Dạ, dạ. Nói chung cái chuyện tình cảm á, thì em cũng biết rồi, thời buổi bây giờ là không có ép dầu ép mỡ như ngày xưa đâu. Đúng rồi. Đó, cái là nó phải thuận tình cả hai đôi bên. Dạ. Phải cả hai bên phải là đúng, thấy vui hạnh phúc thì mới được. Thì cảm thương nguyện. Dạ. Dạ bây giờ cái mong muốn của anh San là muốn tìm một cái người con dâu như thế nào nè? Bây giờ em hỏi anh San trước đi. Vâng, nói chung bảo cái Thanh Nguyên là nguyên vọng của gia đình á. Dạ. Chỉ là 23 thì làm thế nào mà còn tìm được một người yêu thương, nghĩa là không đòi hỏi một điều kiện gì cả, nhưng mà chỉ có một thằng tiền nào khỏe mạnh, rồi cũng là có tình yêu thương. Yeah. Sau khi kết nối và chấp nhận cái tình cảm của con thì hai đứa cơ bản là phải thương nhau. Yeah. Hay còn về hình thức thì ông bà cũng phải đòi hỏi đẹp hay là giàu sáng cũng gì đâu. Yeah. Nghĩa là làm thế nào mà con lành lặn là được, lành lặn và nói chung khỏe mạnh. Yeah. Có tình yêu thương là được. Còn ông bà cũng hỏi gì cao. Yeah. Và còn sau khi mà đã được về chấp nhận với ông bà thì ông bà sẽ cố gắng tạo điều kiện hết mức và giúp đỡ hết mức cho con cái. Yeah. Yeah. Mong muốn làm thế nào có được thì cháu để ông bà bông ra được. Yeah. Yeah. Còn sau này nó thành đối lứa đẻ cháu thì ông qua sẽ sẵn sàng sẽ giúp đỡ và nuôi cháu chứ có thể là con cái thì cho ai đứa đi làm việc chứ có thể cháu ông qua sẵn sàng sẽ nuôi cháu nhé. Yeah. Hỗ trợ. Yêu cầu của gia đình nha quý vị, không có gì lớn lao hết, xấu đẹp giàu nghèo không quan trọng đúng không ạ? Nhưng mà quý vị cũng biết rồi, Quân thì về cơ thể thì có khiếm khuyết, thành ra là gia đình cũng chỉ mong muốn rằng là một cái người phụ nữ, một đối phương của Quân mà đến với gia đình đó thì
phải khỏe mạnh và phải lành lặn để mà hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống, đúng không ạ? Chứ bây giờ mà khiếm khuyết nữa thì thật sự là cũng hơi cực, về quân cũng cực mà hai ông bà sau này cũng cực nữa. Dạ. Rồi thì bây giờ anh hỏi Quân này. Dạ. Bố nói như vậy thì em vẫn thống nhất cái quan điểm đó đúng không? Được rồi, em đồng hành với quan điểm của bố. Vì yêu cầu em cũng không cọc cáo. Nói chung là một người nào mà nói chung cũng bình thường là được, miễn là ngoài yêu đã còn thương nữa. Đúng rồi. Thì cả hai thì mới gọi là gắn kết được lâu dài và mới để dẫn đến kết hôn được. Đấy. Thì em cũng có đòi hỏi cáo về cái bàn khả nghiệp của mình. Về cái độ tuổi ấy thì là Quân mong muốn như nào ấy? Nói chung độ tuổi thì em sinh năm 1995 thì nói chung trở về trước cũng được, mà hơn em một vài tuổi thì cũng được thôi. Ok ha. Nhưng mà nếu như em biết không, với những người mà có thể ít hơn em một chút xíu hoặc là lớn hơn em một chút xíu thì những người đó mà đã có gia đình rồi thì làm sao? Dạ, nếu có gia đình rồi thì nó cũng có. Nếu ly hôn thì không đang buộc được. Nhưng mà nói chung là đừng hơn em nhiều tuổi quá. Còn thêm là nếu có gia đình thì ly hôn rồi thì đến là có một tổng cộng một con đổ về thì nó sẽ ok hơn. Có một con đổ về ha. Là con gái thì nó sẽ ok. Vì có em con gái thì càng tốt. Vì em thích con gái. Quá tuyệt vời quý vị ạ. Có nghĩa rằng là không phải là em Quân tìm một cái người mà không hẳn là đang có con gái, mà có thể là đã qua một đời chồng rồi, đã vì một cái lý do nào đó mà bị đổ vỡ rồi, mà có một người con mà con gái lại càng tốt nữa. Đấy. Bạn nữ nào mà chưa có gia đình thì càng tốt hơn. Thì đúng rồi. Dạ. Nếu mà chưa có thì rõ ràng là nó sẽ chắc chắn là sẽ tốt hơn. Dạ. Vì em cũng kết lập gia đình. Dạ. Về chủ thanh niên hỏi. Kiện một con dấu nó đáng là kiểu đã thương thì yêu thì phải thương. Thì mẹ con đi, mẹ con đi ra để đi về có công việc gì đi rồi, mẹ con đi bố con đi giúp đời á. Thế rồi thì sau thứ hai để thì nói chung là cuộc sống đi rồi cũng nói chung là cũng rồi cũng phải đường mua cũng phải mà ăn cả chứ không phải nói không phải mà ăn, nhưng mà có đều thế rồi sau này thì con cái lớn rồi thì muốn mà chi thì ăn. Thế hiện tại là con cái đăng ký thì ở nhà rồi hỗ trợ để bố mẹ rồi giúp đời cho, thì nói chung cũng tạo điều kiện cho hết mức cả con này thôi. Thế ý mẹ thì cũng muốn là muốn con cháu cho ngoan cho hiền thì cho về mà đáng thương con là được. Nha. Con bởi vì là gia đình là bố mẹ ra chứ nó giả chứ. Bố Thanh Nguyễn thì gia đình thì bố mẹ mà ra thì tứ gơ thì giáo cho con cả. Nói chung toàn bộ đất đai vân từ thì giáo cho con. Tìm một con người là thứ nhất thật tha này. Cái thứ hai là ngoan hiền thì biết đồng cảm với con là được. Thưa mẹ đấy. Chứ cũng kể cái gia đình đó giàu là nghe gia đình nghe không được, nhưng mà có điều hoàn cảnh có nhiều dù có nhiều là trường hợp là kiểu có nhiều đứa con là có kiểu cũng có cha mẹ nữa. Yeah. Rồi là được thôi thì là chỉ là muốn tìm một cái tổ dừa cho về đấy chứ mà không biết đâu không ạ. Chị cũng rất muốn rồi, rất muốn rồi, trường cũng vẫn có muốn rồi chứ mà vâng. Không thể tìm được cái trong lúc là như có thì có những cháu đâu rồi chứ mà như thứ bao quá là năm ngủ là mẹ vẫn có. Mẹ vẫn có thì mẹ lại con là như phải gọi chứ mẹ phải gì mẹ gọi thì mẹ như đang không ạ. Thì con gọi qua hay theo coi làm có. Như vậy là gia đình cũng mong muốn là tìm một cái ý trung nhân nào đó mà giống như là không có cha có mẹ lại càng tốt nữa đúng không? Không phải là đòi hỏi cho mà cái hoàn cảnh đó hai đứa mình cũng được chấp nhận thành cái hợp lại. Họ có gia đình có anh em thì càng tốt. Nếu mà trường hợp hai đứa thì cũng được mình cũng chấp nhận. Là mục đích là để sau này là không có phải chạy đi chạy lại này kia nữa đúng không, là tập trung về đây thôi. Lúc nãy Thành Nguyên có thấy trong cái phone của Quân là em có một cái tâm hình hồi mà em chưa bị đúng không, cho anh coi lại xíu nào. Hồi 25 tuổi đúng quý vị, đây em đưa cái máy lại gần đây xem này. Đấy, cao to đẹp trai thế này đó quý vị. Thấy không em? Thấy không? Ok ha. Rồi. Rồi ok. Rồi thì
Anh cũng đã nghe được cái mong muốn của Quân cũng như gia đình rồi. Dạ. Thì xong rồi hôm nay đó thì Thành Nguyên sẽ gửi cái thông điệp của Quân cũng như là của gia đình lên cộng đồng. Thì trong số quý vị chúng ta, nếu như có ai gia đình nào đó mà có con có cháu hay là một bạn gái nào đó mà thấy cái điều kiện của gia đình Quân cũng như là cái mong muốn của Quân mà thấy phù hợp với bản thân mình đấy, thì có thể liên hệ với Thành Nguyên rồi Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu. Dạ. Còn bây giờ thì Thành Nguyên sẽ nhờ gia đình dẫn Thành Nguyên đi dạo xung quanh nhà vòng nhà. Dạ. Mình tham quan cái nhà. Dạ, dạ. Mình đến nhà mà mình không dạ không mình cứ thực tế thôi, bởi vì là khi mà người ta đến đây thì người ta cũng sẽ thấy. Dạ, có sao thì như vậy thôi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy, là mình kết nối tình duyên, mình kết nối vấn tình cảm. Dạ, cho nên là nó thực tế. Với lại là Quân thì Quân cũng nói rồi, cái phần này thì phần của cha mẹ. Còn sau này cái cha mẹ có 100 tuổi thì có để lại cho Quân như thế nào thì cái đó tính sau. Còn Quân thì cũng có cái hướng để tính tương lai cho hai vợ chồng riêng rồi. Đấy, là cái đó là đã, nó nằm trong đầu hết rồi. Đó, về là các cô chỉ có làm sao đó lo lắng, quan tâm, yêu thương nhau thôi. Còn nếu như mà theo đây là theo Thành Nguyên nghĩ nha, nếu như mà cái tình yêu tình thương mà cái đối phương của mình mà đủ lớn ấy, thì anh nghĩ rằng Quân cũng không có bao giờ để cho đối phương của mình thiệt thòi bất cứ điều gì nha. Đặc biệt em là chín lưng, nếu có người em hay quan tâm, hay hai thương. Rồi, ngoài ra đâu, ngoài ra đó. Còn có phụ huynh nữa quý vị ạ. Rồi ok, như vậy Thành Nguyên thì nói chung là hai phụ huynh này thì rất mong con kiếm được tí, còn mọi cái vấn đề trong cuộc sống thì ai phụ huynh nghĩ là ok ngay. Yeah. Lo hết. Như vậy là hai anh chị là đã làm ông bà ngoại hết rồi đúng không? Ôi, bây giờ thiếu cháu nội nữa quý vị. Thiếu cháu nội nữa thôi. Ok, mình đi dạo xung quanh nhà vòng anh ha. Dạ. Đây quý vị thấy đây, nói chung thì Thành Nguyên đang đứng trước cửa của nhà em Quân. Nói chung thì ở đây thì Thành Nguyên thấy đất đai vườn tược khá là rộng. Ừ. Trong gia đình mình em thấy trồng canh thưa các kiểu luôn này, xoài này, mít này, rồi lá trầu không. Rồi. Lá trầu không này là mình cũng bán luôn không anh? Cũng bán đấy. À. Rồi ngoài rồi là cái ngoài này là cây ăn quả. Cây ăn trái, ăn quả bên này ha. Xoài, mít rồi. Cái diện tích đất ở đây là 2800 m². Chiều mặt đường cặp mặt đường nhựa này là 36 m. À vậy đó hả? Cái đường nhựa này. À 2800 m². Ui giời nắng quá, mình đi vào đi. Đang dự tính là sau khi Quân kiếm được người yêu thương thì ông bà sẽ làm lại một cái nhà nó hoàn chỉnh hơn. Yeah. Theo cái thiết kế của phong cách giờ. Nó hoàn liên hoàn trong khép kín và theo phong cách đời mới giờ luôn. À, theo kiểu tân cổ điển. Tân cổ điển đúng rồi. Thì sau khi mà còn cái nhà này chắc mình làm cũng lâu rồi. Làm này làm 2002. Thì bây giờ đang tính làm lại nhưng mà chưa. Nói chung đang chờ Quân được nếu kiếm được thì ông bà cũng sẽ làm, mà chưa kiếm thì sắp tới dự định ông bà cũng sẽ làm. Dạ dạ. Ừ, sẽ làm. Như vậy là nhà để, xây để, được 22 năm rồi. Ừ, để cho Quân nó sinh hoạt nó thuận lợi hơn. Thì cái này nó làm thứ nhất là cũng khá lâu, thứ hai là hồi đó Quân cũng chưa bị đang học đại học Hà Nội. Thì bây giờ phải làm lại. Để cho nó đi lại với là nó sinh hoạt thuận lợi hơn, mà cũng là theo cái thời thế giới. Rồi em hiểu rồi. Nói chung nhà bây giờ thì người ta làm có hai loại, một là loại nhà phố, hai là nhà kiểu tân cổ điển. Tân cổ điển. Lấy cái nón hả? con để xe lại đây. Thưa anh Thanh Nguyễn nặng ra nắng. Không sao đâu. Không sao đâu. Như vậy hàng ngày là Quân đi làm bằng xe này. Ừ, Quân xe này là dùng để lên công ty. Đi chơi hoặc đi công việc gì thì phải đi. Em từ nhà mà đi đến chỗ công ty là bao xa? 10 cây số hả? À 10 cây. Nhưng mà cái công việc chính của em thì em chỉ là tư vấn đúng không? Chỉ tư vấn cho tìm kiếm lao động và tư vấn lao động. Chốt lao động. Rồi.
Ai cần đi nước trong nước ngoài gì đó thì cứ đến gặp Quân nhé quý vị nhé. Dạ, em nhận tất cả mọi vùng miền luôn đúng không? Đúng rồi. Không kể vì có nhiều đớn nó phù hợp với rất nhiều người luôn. Đúng rồi. Mà thường thì đi sang đó là đi làm xưởng hả? Hay là xưởng cũng có, xây dựng có, nông nghiệp cũng có. À. Dạ, phù hợp với đa ngành nghề. Đa ngành nghề của người dân hiện tại. À, thôi thôi, dạ, cái lúc nào ra thì có gì Thánh Nguyên mượn. Dạ. Dạ. Đấy thì diện tích đất của nhà là cặp mặt lỗ luôn này quý vị. Đấy, đường ngoài đó cũng phải 6 7 mét đấy nhỉ. 6 mét. Dạ. Đường chạy chính không? Đường chính đấy. Đường chính luôn đấy. Là sau này mà Quân mà làm nhà là làm cũng trong trong đất của bố mẹ hả? Đấy, nhưng mà làm cặp mặt đường kia. Dạ. Cái chiều ngang nó 36 mét. Cái mặt tiền là 36 mét luôn. Đúng rồi. Dạ. Sau này có thể về kinh mở quán kinh doanh cũng được. Là em muốn hướng như vợ làm như nào? Cái này thì em cũng không có ý định hướng, nhưng mà tùy vào cái sự quyết định của người đồng hành cùng em thôi. Kiểu là mong muốn như thế nào thì em sẽ chiều như vậy, gọi là ủng hộ và hỗ trợ và ủng hộ như vậy. Vậy nói chiều thì nó hơi quá, nhưng mà ủng hộ ủng hộ. Còn nếu như mà cái người phụ nữ đó mà đã từng lỡ một lần đò mà yêu thương em thật lòng mà có đứa con thì em vẫn cưu mang ha em ha. Thương mẹ thì bế con ha. Quá tuyệt vời. Còn vùng miền thì em có phân biệt không? Không quan trọng. Không quan trọng. Đúng rồi. Cái điều này rất là quan trọng này quý vị. Bởi vì có nhiều người á, người ta chỉ thích tìm trong một cái khu vực nào đó thôi anh. Giống như người Bắc á, thì người ta lại không thích người Nam. Mà người Nam thì người ta lại không có thấy tính cách không có phù hợp với người Bắc. Cái kiểu vậy. Thành ra như Quân là một cái thế mạnh rất là lớn. Bởi vì khi mà Quân không có giới hạn vùng miền á, thì cái cơ hội của em qua đó nó cũng sẽ rộng hơn nhiều. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ Thành Nguyên sẽ quay qua một cái vòng cái vườn của nhà anh nhé quý vị nhé. Lá tổ không rồi quý vị. Đấy chứ không nè. Cái này thì vào không này, nếu mà một sâu vào thì vào này dịp là vào dịp tiền vào dịp Tết là bán một ký là 150.000. À, một ký là 150.000. Ừ. Vậy là bình quân mỗi là mỗi Tết thôi, đúng không? Ừ, mỗi Tết là nó cũng được vài mấy triệu tiền tàu không này. Vậy đó hả? Ừ, còn bình thường thì nó cũng bán giá thấp hơn nhưng cũng được. Dạ. Ừ. Còn hẳn nó đắt vào dịp Tết. Vâng. Ở trong Nam thì Thành Nguyên thấy người ta ít dùng cái lá trầu không này. Nhưng mà ở ngoài mình thì mình... mỗi dịp lễ Tết hay là những ngày tuần để thắp hương đấy. Đúng rồi. Thì rất là nhiều gia đình dùng trầu và cau để người ta để lên bàn thờ để thắp hương. Ngoài ra thì có xoài này. Rồi. Hay ổi. Ổi này. Mít này. Xoài vừa rồi mình mới bắt cái bản bán sánh ấy. Hòm đến mua sánh. Mít này là mít gì anh? Mít này là mít dái đấy. Mình gọi là mít dái chứ không phải mít thải đâu. Không phải mít thải đúng không? Ừ. Ngoài này thì cái mít dái là nó khô khô. Chứ nó không có ướt nha quý vị nhá. Nó giống như là cái giống thái mình vậy đấy. Nhưng mà cái này vải, là sao chê này đúng không? Vải. À vải hả? Ừ vải. Vải phiêu. Có vải luôn à? Ừ có vải luôn. Cái diện tích của mình là 2.800 m2. 800 m2 là khoảng đất để làm nhà thì đâu đó khoảng 200 nhỉ? Không, đất làm nhà của anh được để làm đất ở hết, đất ở hết. Anh làm làm bia đất ở hết. Ôi giời đất hả? Ừ. Ôi thổ hết luôn. Thổ cứ hết luôn, 2.800 luôn. 2.800 mà đất thổ hết luôn. Đất thổ hết luôn. Dạ, nhưng mà cái nhà này mình xây thì đâu đó khoảng 200 m2 đấy. Đâu cả công trình trên rễ ô tâm khoảng 300. 300. Còn lại là 2.500. 2.500 là mình cùng vườn. Có mướp này. Mướp với xoài măng cầu thì nhiều. Măng cầu thì. Đến chỗ bức tường này là hết đất của mình rồi. Hết đất của mình. Rồi cho em đi ra sau này em coi nhé. Ở phía sau này có vẻ mát nhỉ. Sau này mình mát. Sau này có một vườn tàu không nữa này. Tàu không có nữa này. Có ớt cay này. Ăn ớt cay. Cái bụi tre này giống như là cái hàng rào của nhà mình luôn. Nhà mình sắp tới là mình phải giải tỏa để xây lại.
Dạ. Thế là đến năm chú ý năm nhà mới vào cái hướng đúc nữa. À vâng. Mình phải cái này nó đường nhựa, nó đường nhựa một chiều, còn đường bê tông vẫn nó đi theo lối như hết. À vậy đó ha. Ừ. À đúng rồi, nhà anh đường nó bao quanh luôn này. Bao quanh nó, ừ, phần lớn là đường bao quanh. Nhà, giống như là nhà bốn mặt tiền luôn này. Ờ đúng đấy. Ui. Có chó. Này cái trái măng cầu đây quý vị, trái măng cầu ở ngoài này á là nó nhỏ nhỏ nha quý vị nhá. Ừ. Nhỏ nhỏ này chứ không có lớn giống như ở trong miền Nam mình. Nhưng mà thật sự là rất là thơm luôn. Rồi, xuống ra đi. Trời chó cắn không anh? Ngắn nằm. Thành Nguyên đi. Ừ, măng cầu đồng đi quả vẫn to hơn. Bên đây là rạc nuôi gà. Dạ. Kiểu một cái măng cầu, măng cầu mới chín. Rồi đây này. Đây trái măng cầu này quý vị, đấy, nhìn nhỏ nhỏ. Măng cầu chín đây này. Rất ngọt luôn. Ôi, nó chín hả? Ừ, chín mềm mềm cả đây. Đây này quý vị này. Đấy, trái nó nhỏ 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 như này, ừ. Cầm trong lòng bàn tay mà nó chín nứt ra này. Ui, thơm nhỉ. Ừ. Thơm. Thơm lắm. Đấy là một cái gà này, nuôi làm thịt. À, đây là cái khu nuôi để làm gà đấy ha. Ừ. Gà lúc nãy anh chia sẻ cho em là đâu bên... một năm là mình nuôi 50-60 con hả? Ừ, bên này nữa, bên này là nhiều. Còn chuyện đó là ít thôi. Dạ. Đó là mình tách ra để làm thịt. Còn bên này chưa tách làm thịt. Ờ, bên này là có mình trồng lạc này. Trồng vừng. À vừng hả? Thu hoạch lạc xong rồi như vừng. À trước đây là trồng lạc nhưng mà bây giờ là trồng vừng. Ở ngoài này gọi là lạc nhưng mà trong mình gọi là cái đậu phộng quý vị. Đấy, bưởi này. Bưởi ngoài này thì cũng nhỏ nhỏ thôi, cũng không có lớn được như bưởi da xanh hay là bưởi ấy như trong Việt Nam. Ô, mình có nuôi bò luôn hả? Không, bò không nuôi nữa. À bây giờ trước, không nuôi nữa. Trước đấy thôi, gà đây mình. Gà lại nuôi đây. Gà. Đấy. Việt Nam mới có cái. Đấy. Gà năm nay. Dạ. Được cái cây nhà lá vườn không ha? Cái này mình nuôi mình có bán không? Không, là để dùng thôi. À, để ăn không hả? Để ăn thôi. Ồ. Làm dỗ chạp rồi là làm thịt để ăn thôi. Dạ. Thế là nuôi làm niềm vui đúng không? Ừ, đúng rồi. Nuôi vì đam mê. Đúng rồi. Còn trước đây là của người ta đúng không anh? Đấy, của còn đất của mình ra ngoài kia. À, đây đất của mình ra đây nữa. Đất của mình ra. À. Tổng diện tích ra đến ngoài đó đấy. Dạ dạ. Còn ngoài kia là cái mặt lộ nhá quý vị nhá. Đấy, lộ ngoài đó là đường nhựa. Đấy, mặt lộ nhựa là 6-7 mét đấy. À, và cái mặt tiền của nhà em Quân là 30 mấy mét anh nhỉ? 36 mét ha. Ừ. Đó. Đó, đây là cái lối vào đấy. Rồi. Hôm nay mẹ của Quân tặng cho một cái bao đậu phộng nữa quý vị. Rồi ngoài ra thì có cái hành tăm này. Ngoài này gọi là hành tăm, nhưng không biết trong Nam có cái hành này không? Hành ở trong này không có đúng không? To nhưng mà thiếu cái cây nhà lá vườn. Cảm ơn chị nhiều nhá. À, hôm nay thì Thành Nguyên nhận được lời mời của Quân cũng như gia đình mời Thành Nguyên đến đây thăm Quân. Đúng lý ra mà Quân mà không bị ấy là chắc là bây giờ em cũng đã có gia đình rồi. Còn nếu như không có gia đình ấy thì là Quân cũng sẽ vào Thành Nguyên chứ không phải là Thành Nguyên tới đây. Dạ, nhưng mà do quý vị biết rồi, điều kiện của Quân thì đi lại nó cũng hơi khó khăn. Thành ra là Thành Nguyên khi mà nhận được cái lời mời gia đình là Thành Nguyên đi về đây ngay. Dạ. Hiện tại thì em không phải là không có người yêu, nhưng mà để mà tìm được một người mình thương, gọi là thương mình thì nó khó, nên là đúng. Em mong muốn lên đấy để tìm được người thương và đồng cảm và đồng hành. Đúng. Và đồng hành lâu dài với em đấy, cái này cái quan trọng. Đúng rồi, bởi vì cái chuyện tình cảm đâu phải là ngày một ngày hai đâu, ừ. Mà mình muốn là nó được đâu, mà với lại là để mà em tìm thì rõ ràng là em thừa sức tìm, nhưng mà cái không? Vấn đề ở đây ấy, cái câu chuyện mà Thành Nguyên đang muốn nói đây ấy, là khi mà mình lên kênh ấy, thì là cái cơ hội của mình nó rộng hơn. Đúng rồi, nó rộng hơn, và cái cơ hội của mình qua đó mình sẽ tìm được cái người phù hợp mà nó dễ hơn. Dạ đó, mục đích là vậy. Chứ không phải là các anh các chị rồi các em rồi những nhân vật lên kênh của Thành Nguyên là người ta ế không có tìm được đâu, không phải đâu quý vị. Mà người ta có nhiều, rất là nhiều những lý do. Có những người ấy, thì bị gạt nhiều quá.
đồ sở quá rồi, bây giờ là phải lên kênh để tìm cái người nào đó cho nó chắc. Đấy, thì có đấy, có những người giống như Quân thì mình tìm thì trong một cái phạm vi của cái khu vực mình ấy, thì nó hơi hạn chế, thành ra là mình sẽ muốn muốn lan tỏa nó rộng hơn, đúng không? Đúng rồi. Để qua đó cơ hội để tìm một cái người phù hợp thì nó cũng dễ hơn. Rồi ok, thì tinh thần về vậy đi. Hôm nay thì anh cũng không biết phải nói sao. Đến đây thì anh cũng rất là quý cái tình cảm của gia đình dành cho vợ chồng Thành Nguyên cũng như là em Quân. Cũng anh cũng rất là cảm kích, và thật sự là anh rất là nể cái nghị lực, cái nghị lực của em. Rất tuyệt vời quý vị. Rất tuyệt vời. Đây là một cái nhân chứng sống mà Thành Nguyên nghĩ rằng là Thành Nguyên muốn lan tỏa thật là nhiều hơn nữa này. Đấy, những quý vị nào, anh chị nào, các bạn nào mà có hoàn cảnh như Quân ấy, đừng bao giờ nhụt chí nha quý vị nha, đừng bao giờ nhụt chí, hãy cố gắng lên. Ông trời có thể lấy của mình cái này nhưng mà sẽ bù lại cho mình cái khác, không có để cho mình thiệt đâu ạ. Rồi ok em ha. Cảm ơn anh chị nhiều nhé. Anh cũng không biết phải nói sao, chúc em thật là nhiều may mắn trong khoảng thời gian tới và sẽ tìm được ý trung nhân như em mong muốn. Em cảm ơn anh chị và chúc anh chị và gia đình anh chị sức khỏe, chúc cộng đồng mạng là sức khỏe dồi dào và làm ăn thuận lợi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi anh hát, chúc cho anh thật là nhiều sức khỏe, chúc cho chị. Rồi ok quý vị nhé. Rồi còn nếu như quý vị mà đồng cảm với Quân cũng như gia đình Quân, hay là gia đình của chúng ta mà có con có cháu hay là một bạn gái nào đó mà thấy Quân phù hợp thì hãy nhấc máy lên alo cho Thành Nguyên, rồi Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu. Thật sự ra thì cái chuyện tình cảm đó quý vị thì cũng là 50-50 thôi, mình cứ tìm hiểu trước đã, rồi khi mà tìm hiểu mà chín muồi rồi ấy, thì lúc đó việc gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Mình cũng không có mất gì đâu ạ, cứ bỏ thời gian ra mình tìm hiểu thôi, nếu mà được thì mình tới, còn nếu không phù hợp thì là mình làm bạn, đúng không? Đúng không? Dạ. Rồi một lần nữa Thành Nguyên mình chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nhé quý vị nhé. Tạm biệt quý vị.